chỉ ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Pháp cảnh báo thảm họa kép đối với tổng thống Ukraine Zelensky. Drone của Ukraine tấn công kho đạn ở biên giới nga. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lãnh đạo đảng yêu nước Pháp Florian Philippot cảnh báo trên mạng xã hội X rằng đối với Tổng thống Ukraine Zelensky, một thảm họa kép xảy ra do các vấn đề nội bộ và thất bại ở mặt trận. Ông Florian Philippot viết, thảm họa bên trong và bên ngoài xảy ra đối với chế độ ông Zelensky. Một nửa chính phủ của ông ấy đã từ chức chỉ sau một tuần. Sự thất bại của cuộc tấn công vào Nga và cuộc tấn công lớn của Nga ở Donbass. Chính trị gia này kêu gọi chấm dứt vụ thảm sát và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Trong khi đó, cựu sĩ quan tình báo Mỹ Tony Schaffer đề xuất trên kênh YouTube Judging Freedom rằng ông Zelensky có thể tìm cách trốn sang Mỹ sau thất bại của quân đội Ukraine ở mặt trận. Theo chuyên gia, quân đội Ukraine khó có thể giữ được lãnh thổ ở Donbass và họ có thể mất quyền kiểm soát vào mùa thu. Đồng thời, sĩ quan tình báo đã nghỉ hưu, nói thêm nếu tại thời điểm này các bên không quay trở lại biện pháp ngoại giao, tình hình ở Ukraine có thể trở nên tồi tệ hơn. Hồi tháng 6, Tổng thống Vladimir Putin nhận định tại diễn đàn Primakov Readings lần thứ 10 rằng sáng kiến hòa bình của Nga có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine và thúc đẩy một tiến trình ngoại giao. Theo đó, Tổng thống Putin cho biết ông tự tin rằng diễn đàn sẽ tạo ra sự quan tâm thỏa đáng đến đề xuất của Nga nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine một cách hòa bình. Tổng thống Putin nhấn mạnh, tôi hy vọng khác với nhiều chính trị gia phương Tây, thậm chí không muốn nhìn vào bản chất sáng kiến của chúng tôi. Những người tham gia diễn đàn này sẽ xem xét nó một cách kỹ lưỡng và phù hợp, cũng như có thể thấy rằng nó thực sự thúc đẩy khả năng ngăn chặn xung đột, đồng thời chuyển sang tiến trình chính trị và ngoại giao. Trước đó, tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, ám chỉ đến việc công nhận tình trạng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, các khu vực Kherson và Zaporizhia là lãnh thổ của Nga, quy định tình trạng không liên minh và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự và phi phát xít hóa nước này, cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Moscow. Về phần mình, Tổng thống Zelensky nói Ukraine không loại trừ các cuộc đàm phán hòa bình với Nga trong tương lai, nhưng chỉ có thể tổ chức thông qua các bên trung gian. Ông Zelensky nhấn mạnh các cuộc đàm phán hòa bình khả thi duy nhất sẽ dựa trên công thức hòa bình của Ukraine, trong đó kêu gọi Nga rút quân hoàn toàn khỏi lãnh thổ Ukraine và trả tiền bồi thường cùng các nội dung khác. Ông nói, bất kỳ hình thức đàm phán hòa bình nào khác với Nga đều sẽ không giúp kết thúc xung đột, mà còn khuyến khích cuộc tấn công hơn nữa của Nga. Ông còn lưu ý, ngừng bắn là lựa chọn tốt nhất cho Nga để họ có thể chuẩn bị cho nhiều hoạt động hơn nữa. Ông Zelensky nhấn mạnh, nếu nói về ý tưởng từ tư bỏ lãnh thổ của chúng tôi thì không được, ý tưởng đó sẽ không giải quyết được vấn đề. Theo nguồn tin Ukraine, nhiều thiết bị bay không người lái, drone của Ukraine đã tấn công một kho đạn chủ chốt tại vùng Vronets, biên giới Nga lúc dạng sáng Kiev tin rằng kho đạn này được lực lượng Nga sử dụng trong việc vận chuyển thiết bị và đạn dược đến Ukraine. Theo hãng tin AFP, một đám cháy lớn và một số vụ nổ đã được báo cáo trong đêm tại vùng Voronezh, khiến các quan chức phải sơ tán người dân sống lân cận khu vực hỏa hoạn. Thống đốc Voronezh Alexander Gusev cho biết tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại khu vực bị tấn công. Người dân ở một khu định cư đã được sơ tán. Các quan chức Nga tuyên bố không có thường dân nào bị ảnh hưởng. Ông Gusev nói một drone của Ukraine đã rơi xuống và gây ra một đám cháy lớn. Đám cháy này lan sang các thiết bị nổ và khiến chúng phát nổ. Tuy nhiên, ông này không cung cấp thông tin chi tiết về cơ sở xảy ra vụ việc. Tiết lộ với hãng tin Reuters, một nguồn tin Ukraine cho biết hoạt động trên được Cơ quan An ninh Ukraine SBU thực hiện. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận hai máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở tỉnh Belgorod và hai máy bay khác ở tỉnh Kursk trong đêm. Bộ này không bình luận về cuộc tấn công ở tỉnh Voronezh. Hiện nay vẫn còn 4 điểm cháy lớn quan sát được ở địa điểm này, cũng như đạn dược vẫn đang nổ không ngừng. Kho đạn này nằm ở làng Sondaskoe. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trên Telegram rằng lực lượng Nga đã kiểm soát được làng Kalinov ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine. Một nguồn tin từ SBU nói Kiev đang nhắm đến các sân bay quân sự, kho đạn và cơ sở hạ tầng của Moscow nhằm tạo ra vùng phi quân sự ở các khu vực thuộc lãnh thổ Nga gần biên giới Ukraine. Trong bối cảnh bị các nước phương Tây hạn chế dùng vũ khí tầm xa viện trợ để tấn công đất Nga, Ukraine đã chế tạo những UAV cảm tử dựa vào các công ty trong nước để thực hiện các cuộc tập kích vào Nga. Một số UAV có khả năng tấn công mục tiêu cách xa 1.000 km. Ngoài ra, không quân Ukraine cũng cho biết Nga đã triển khai 67 UAV và Kiev đã bắn hạ 58 chiếc hãng AFP ghi nhận có nhiều vụ nổ lớn trong đêm tại Kiev. Giới chức Ukraine thông tin hầu như không có đêm nào UAV của Nga không tấn công Ukraine. Hôm nay là cuộc tấn công lớn khác. Bộ Ngoại giao Ukraine vừa ra tuyên bố chính thức bày tỏ quan ngại và cảnh báo Iran về hậu quả tàn khốc của việc chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga. Cụ thể, tuyên bố nhấn mạnh, chúng tôi một lần nữa kêu gọi giới lãnh đạo Cộng hòa Hồi giáo Iran kiềm chế cung cấp vũ khí, hoặc thiết bị quân sự cho Nga. Theo phía Ukraine, yêu cầu nhằm chứng minh tính chân thành trong tuyên bố của giới lãnh đạo chính trị nước này về việc không tham gia cung cấp nhiên liệu cho Nga. Việc xác nhận Iran chuyển giao tên lửa đạn đạo cho Nga sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp cho quan hệ song phương Ukraine-Iran. Ở một diễn biến liên quan, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Saed Iravani, đã bác bỏ các cáo buộc của Pháp, Anh và Mỹ về việc Iran tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine trong một lá thư gửi tới chủ tịch hội đồng bảo an và tổng thư ký liên hợp quốc đại sứ iravani khẳng định các cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ và bị bác bỏ hoàn toàn đại sứ iravani khẳng định bất kỳ cáo buộc nào cho rằng iran có liên quan đến việc bán xuất khẩu hoặc chuyển giao vũ khí vi phạm các cam kết quốc tế với nga đều hoàn toàn vô căn cứ và bị bác bỏ hoàn toàn iran kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc về việc vi phạm các cam kết quốc tế trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine diễn ra. Ở một diễn biến khác, hãng thông tấn Fars vừa qua dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng trung tâm chính trị và kinh tế của đất nước nên được chuyển về phía nam đến bờ biển Vịnh Ba Tư để tiếp cận gần hơn với các tuyến đường thương mại chính. Ông này cho biết là thủ đô của đất nước, Tehran đang phải đối mặt với những vấn đề mà chúng tôi không có giải pháp nào khác ngoài việc di rời chính trung tâm thủ đô. Theo Tổng thống Iran, việc tiếp tục để tehran nằm ở phía bắc nước này làm thủ đô đang trở nên bất khả thi do một số thách thức về kinh tế tổng thống peszkian nói thêm không thể phát triển đất nước bằng cách tiếp tục xu hướng hiện tại nếu chúng ta muốn tiếp tục đưa tài nguyên từ phía nam và biển về tehran sản xuất chúng rồi lại gửi lại về phương nam để xuất khẩu khả năng cạnh tranh của chúng ta sẽ ngày càng giảm sau khi thủ đô mới được chọn tất cả các cơ quan chính phủ sẽ được chuyển đến đó sau đó người dân tehran cũng sẽ có cơ hội chuyển đến thủ đô mới. Mới đây, lữ đoàn cơ giới số 53 của quân đội Ukraine phất cao cờ trên nóc thang máy ngũ cốc bị phá hủy ở thị trấn New York thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Biểu ngữ báo hiệu sự trở lại của lực lượng Ukraine vào trung tâm của thị trấn mang tên New York một tháng sau khi lực lượng Nga kiểm soát thị trấn này. Tạp chí Forbes cho biết thị trấn New York nằm cách thành phố Adipka 21 km về phía bắc trên một trục riêng biệt của cuộc xung đột kéo dài 30 tháng giữa Nga với Ukraine. Nga vẫn đang tiến quân ở một số khu vực. Moscow đã giành được một số khu vực của khu định cư Hrodovka, cách Pokrovsk gần 13 km về phía đông. Tuy nhiên, các cuộc phản công giải rác của Ukraine cản trở kế hoạch của Nga và mang đến cho người Ukraine một tia hy vọng ở khu vực phía đông. Theo nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine, việc thiếu hụt binh sĩ Ukraine đã dẫn đến việc phía Nga nắm quyền kiểm soát thị trấn New York vào tháng trước. Sự thiếu hụt này một phần là kết quả của quyết định gây tranh cãi của các nhà lãnh đạo cấp cao của Ukraine khi rút một lượng lớn binh sĩ từ 8 lữ đoàn để đột kích vào vùng Kursk của Nga. Sự đổ bộ của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã lật ngược tình thế ở thị trấn New York. Sau thời gian kiểm soát được phần lớn nơi đây, lực lượng Nga bất ngờ bị đẩy lùi và làm chậm đà tiến công. Trong diễn biến có liên quan, Tổng thống Zelensky tuyên bố hãy biến mùa thu này thành thời điểm để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và khôi phục lại hòa bình. Theo ông Zelensky, để biến tuyên bố trên thành sự thật, Ukraine cần nhanh chóng sản xuất vũ khí dưới sự giúp đỡ của các nước phương Tây, đồng thời gây sức ép buộc Nga đồng ý chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thúc giục các nước NATO gây sức ép với Moscow nhằm đạt được sự đồng thuận song phương trên các điều khoản hòa bình mà Kiev đưa ra vào mùa thu năm nay. Đáp lại lời kêu gọi của ông Zelensky, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sản xuất vũ khí, khẳng định Mỹ đang làm việc với Ukraine để thiết kế và chế tạo hệ thống thay thế cho tên lửa đất đối không S-300 và tên lửa không đối không R-27. Ông Austin cho biết Washington dành ra hơn 200 triệu đô la Mỹ để mua các thành phần quan trọng cho phép Ukraine chế tạo các máy bay không người lái UAV và hệ thống tác chiến điện tử. Hồi tháng 7, tân thủ tướng Anh, ông Keir Starmer đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây. Trong đó, ông Starmer đã đảm bảo với ông Biden về sự ủng hộ vững chắc của Vương quốc Anh đối với Ukraine. Thời điểm đó, tuyên bố trên trang web của chính phủ Anh cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cam kết chung của hai bên đối với mối quan hệ đặc biệt giữa Anh và Mỹ, cũng như những tham vọng liên kết nhằm đạt tăng trưởng kinh tế cao hơn. Khi thảo luận về những thách thức địa chính trị, hai nhà lãnh đạo đã nhắc lại cam kết vững chắc của mình đối với ukraine và thủ tướng stammer nhấn mạnh rằng sự hỗ trợ của vương quốc anh dành cho ukraine là không lay chuyển mới đây nhất các giám đốc cục tình báo trung ương mỹ cia và cơ quan tình báo anh viết trong một bài báo rằng việc duy trì ủng hộ ukraine trong cuộc xung đột với nga là điều quan trọng hơn bao giờ hết đồng thời cam kết sẽ thúc đẩy hợp tác hơn nữa ở ukraine và xử lý những thách thức khác bài viết đăng trên financial times của Giám đốc CIA William Burns và ông Richard Moore, Giám đốc Cơ quan Tình báo Anh, là bài báo chung đầu tiên của người đứng đầu hai cơ quan này. Họ viết, quan hệ đối tác là trái tim của mối quan hệ đặc biệt giữa hai quốc gia chúng ta, đồng thời nhấn mạnh rằng cách đây hai năm họ đã kỷ niệm 75 năm hợp tác. Bài viết khẳng định quyết tâm cùng nhau chống lại một nước Nga quyết đoán và kế hoạch quân sự của Nga ở Ukraine, đồng thời nhấn mạnh duy trì tiến trình ở Ukraine là điều quan trọng hơn bao giờ hết. Hai cơ quan này sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine về thông tin tình báo. Ngoài vấn đề Ukraine, hai cơ quan khẳng định cũng đang khai thác các kênh tình báo để thúc đẩy sự kiềm chế và giảm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông và cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza nhằm chấm dứt sự mất mát về sinh mạng của thường dân Palestine và buộc Hamas phải thả những con tin còn lại. Ông Burns là người đàm phán chính của Mỹ trong các cuộc thương lượng nhằm đạt được thỏa thuận ở giải Gaza. Một trong những trở ngại lớn khi sử dụng bom siêu lớn FAB-3000 đó là mô đun UMPC không mang lại tầm xa cũng như độ chính xác cần thiết nhưng điều này có vẻ đã được Nga khắc phục. Độ chính xác của bom siêu lớn FAB-3000 khi gắn mô đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh tổng quát mô đun UMPC của Nga đã tăng lên gấp nhiều lần. Điều này được thể hiện rõ trong các lần sử dụng mới nhất. Báo chí Nga mới đây đã tập trung sự chú ý đến việc máy bay chiến đấu nước này sử dụng một quả bom nặng 3 tấn để tấn công căn cứ của lực lượng vũ trang Ukraine ở ngoại ô thị trấn Chashovya, điểm nóng giao tranh thời gian qua. Theo thông báo, vòng tròn sai số của bom FAB-3000 gắn mô đun UMPC so với mục tiêu được ghi nhận không quá 15 m So với con số 35-50 đến m trước kia, đây rõ ràng là bước tiến mang tính cách mạng. Độ chính xác tăng lên được cung cấp bằng cách tối ưu hóa thuật toán vận hành của hệ thống dẫn đường quán tính, cũng như cải thiện khả năng chống nhiễu của anten thuộc mô hiệu chỉnh vệ tinh Cometa-M. Bên cạnh đó, khả năng cao của bom đã được trang bị cảm biến quang, điện tử và đầu dẫn đường truyền hình để xác định và khóa mục tiêu trong điều kiện đối phương sử dụng các biện pháp đối phó điện tử mạnh mẽ. Chưa dừng lại ở đây, ngoài mô đun UMPC truyền thống, không loại trừ khả năng bom FAB3000 còn được tích hợp mô đun UMPB để nâng cao tầm hoạt động, khi bộ cánh lượn này còn có thêm động cơ đẩy phụ trợ. Thông tin liên quan đến FAB3000 được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh Nga đã tăng cường sử dụng loại bom này trên chiến trường Ukraine. Việc tăng tầm tác chiến của bom FAB-3000 sẽ cho phép không quân Nga tấn công mục tiêu nằm ở khoảng cách xa đáng kể so với tiền tuyến. Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt và an toàn về mặt chiến thuật cao hơn cho phi công. Các nhà quan sát ban đầu cho rằng quán tính của một quả bom hạng nặng như FAB-3000 kết hợp với tốc độ cao trước khi va chạm sẽ không cho phép UMPC đưa quả bom tới mục tiêu một cách chính xác. Vào tháng 7, Bộ quốc phòng Nga công bố video cho thấy bom FAB-3000 gắn UMPC. Được thả từ máy bay Su-34, quả bom được thả ra khỏi máy bay ở độ cao lớn, lăn tròn và bung cánh, có thể quan sát được quá trình bay tương đối ổn định của FAB-3000. Theo thông tin có sẵn, các kỹ sư dự định trang bị cho những quả bom này một động cơ đẩy phản lực, giúp tăng tầm xa của chúng lên từ 70 đến 75 km. Hiện tại, cự ly lượn xa nhất của những quả bom này là khoảng từ 45 đến 50 km. Nếu mọi việc suôn sẻ, mật độ sử dụng bom hàng không FAB-3000 sẽ tăng lên đáng kể đồng thời làm tăng hiệu quả cũng như mức độ đáng sợ của chúng trên chiến trường lên một cấp độ mới. Mặc dù vậy, cũng có ý kiến lo ngại cho rằng những cải tiến trên khiến giá thành vũ khí trở nên quá đắt đỏ, tương đương với tên lửa hành trình, tức là khó lòng sử dụng trên diện rộng như hiện nay. Ngoài ra, không loại trừ khả năng nếu thành công, cải tiến tương tự còn được ứng dụng trên loại bom trọng lượng lớn hơn, vẫn còn trong kho vũ khí dự trữ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, đó là bom FAB 5000. Nghị sĩ người Ukraine Ruslan Gokbenko cho biết hơn 80.000 trường hợp đào ngũ đã được ghi nhận trong lực lượng Ukraine kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Ông Gokbenko cho hay, thẳng thắn mà nói, trước hết chúng ta cần phải có sức mạnh và phương tiện để tìm được số trường hợp đào ngũ. Đã có đề xuất như vậy. Theo ông, binh sĩ thường chạy trốn khỏi mặt trận vì những gì họ nhìn thấy trong cuộc giao tranh. Trong khi đó, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Ông Dmitry Polyansky mới đây đã thu hút sự chú ý đến tình trạng đào ngũ ở Ukraine. Theo ông, kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự, hơn 63.000 vụ án hình sự đã được mở ở Ukraine liên quan đến binh sĩ đào ngũ. Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đang lo ngại về kho dự trữ vũ khí đang cạn kiệt trong bối cảnh tiếp tục viện trợ cho Ukraine. Các trợ lý quốc hội Mỹ cho biết hiện chưa rõ lý do khiến các chuyến hàng vũ khí đến Ukraine chậm lại trong năm nay nhưng họ nói rằng một phần là do Bộ Quốc phòng Mỹ lo ngại về việc cạn kiệt kho dự trữ vì các vấn đề về chuỗi cung ứng trong ngành công nghiệp quốc phòng nước này. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang tích cực thảo luận với Quốc hội nước này để đảm bảo việc sử dụng hết 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine trước hạn chót ngày 30 tháng 9 năm nay. Nỗ lực này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Ukraine đối mặt với tình thế nguy hiểm khi họ tiến vào khu vực Kursk của Nga và đồng thời cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Nga nhắm vào thành phố Pokrovsk ở miền đông Ukraine. Mặc dù có những thách thức, các nhà lập pháp Mỹ từ cả hai đảng vẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal và Lindsey Graham đã khẳng định sự ủng hộ của lưỡng đảng là rất quan trọng đối với lợi ích của Mỹ và họ cam kết làm mọi cách để đảm bảo thêm viện trợ quân sự trong tương lai. Trong trường hợp các cuộc đàm phán với Quốc hội không đạt được kết quả, chính quyền Tổng thống Biden đang cân nhắc một kế hoạch dự phòng, trong đó Bộ Ngoại giao có thể phát hành thông báo PDA trước ngày 30 tháng 9 để chi hết số tiền còn lại trước khi hết hạn. Kế hoạch này cho phép chuyển giao nguồn lực cho Ukraine một cách dần dần hơn, đảm bảo viện trợ không bị gián đoạn trong những tháng tới. Ngoài ra, vẫn còn khoảng 3 tỷ đô la Mỹ từ một sai sót kế toán của Lầu Năm Góc có thể được sử dụng để tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Ukraine bị cấm sử dụng một số vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Điều này khiến Kiev phải phát triển các phương án thay thế. Ông Federico Bosari tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu CEPA cho rằng một vũ khí đủ nhanh để tấn công các mục tiêu như máy bay nằm sâu trong lãnh thổ Nga là rất cần thiết, trong khi những tên lửa hiện có của Ukraine không đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Ông Bosari nói, Peli chắc chắn là thứ mà Ukraine cần, nhưng trước đây không có, neptune tên lửa hành trình cận âm do ukraine sản xuất không có tầm bắn đủ xa tốc ku tên lửa đạn đạo chiến thuật do liên xô cũ sản xuất có tầm bắn hạn chế và rất lỗi thời nên dễ dàng bị hệ thống phòng không nga đánh chặn theo các chuyên gia palyanissia sẽ không phải là cây đũa thần có thể tự mình xoay chuyển cục diện xung đột với nga cũng như mang lại ưu thế cho ukraine tuy nhiên trong trường hợp sản xuất hàng loạt và sử dụng kết hợp với các loại vũ khí khác ukraine có thể phản công hiệu quả mới đây theo European Pravda, sau cuộc họp của nhóm công tác tại căn cứ quân sự Ramstein, người dẫn đầu nỗ lực của Ukraine nhằm tăng cường sản xuất quốc phòng nội địa, Alexander Kamysin cho biết, chúng tôi đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva xác nhận về việc phân bổ 10 triệu euro để mua tên lửa UAV không người lái Palianitsia của Ukraine cho Ukraine. Theo Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov, một tên lửa UAV Palianitsia có giá dưới 1 triệu đô la Mỹ. Cuối tháng trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine đã lần đầu tiên tấn công quân đội Nga bằng vũ khí mới, tên lửa UAV Pali Người đứng đầu nhà nước tuyên bố rằng các giải pháp vũ khí mới của Ukraine, đặc biệt là tên lửa Pali lần đầu tiên được sử dụng mà ông đã báo cáo trước đó là một cách thực sự để Ukraine hành động, trong khi các đối tác của họ đang chậm lại trong việc đưa ra quyết định. Lực lượng phòng vệ đã sử dụng tên lửa UAV tầm xa Palaniisia của Ukraine lần đầu tiên để tấn công một mục tiêu quân sự ở bán đảo Crimea vào tháng 8 vừa qua. Theo ông Bosari, Palaniisia là UAV tấn công một chiều tốc độ cao. Ông Bosari nhận định, thông thường tên lửa bay với tốc độ cao hơn so với những gì chúng ta biết về Palaniisia, do đó nó có thể là UAV tấn công một chiều mang một số đặc điểm của tên lửa. Nó được trang bị đầu đạn phân mảnh nặng khoảng 20 kg hoặc mang đầu đạn loại khác tầm bay từ 500 đến 700 km. Trong khi đó, ông Alexander Dmitriev, cố vấn về hệ thống tự động không người lái và công nghệ thông tin cho tư lệnh lực lượng lục quân thuộc quân đội Ukraine cho biết, Balianisia có thể được so sánh với tên lửa hành trình. Ông Dmitriev nói, bạn có thể so sánh nó với tên lửa, nhưng tên lửa có cơ chế điều khiển hơi khác. Ranh giới giữa tên lửa hành trình và UAV Palianisia là rất mong manh. Mục tiêu tấn công của tên lửa hành trình không thể được điều chỉnh trong quá trình bay nhưng Palisianicia thì có thể về cơ bản đó là sự khác biệt. Các chuyên gia đều có chung nhận định công nghệ chế tạo UAV Palisianicia không phải là mới, nhưng Ukraine đã kết hợp được các công nghệ hiện có quen thuộc để tạo ra vũ khí mới có thể tấn công hiệu quả các mục tiêu ở xa nằm trong lãnh thổ Nga. Siêu chiến đấu cơ F-35 được biết đến là máy bay tàng hình tối tân nhất của Mỹ. Không chỉ vậy, F-35 được đánh giá là siêu tiêm kích đắt nhất thế giới bởi theo chuyên gia ước tính, Washington đã phải bỏ ra tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đô la Mỹ để mua và duy trì hoạt động của một tổ hợp siêu tiêm kích F-35 gồm khoảng 2.400 chiếc. Đặc biệt, một trong những công nghệ giúp F-35 thống trị bầu trời và trở thành nỗi khiếp sợ đối với bất kỳ lực lượng quân đội nào chính là khả năng tiếp nhiên liệu trên không, giúp mở rộng phạm vi hoạt động. Tiêm kích F-35 không chỉ có thể mang theo khoảng 4 tên lửa không đối không, AAM, mà còn được thiết kế để nắm bom hạt nhân được trang bị khả năng né các radar định vị. F-35 thường được triển khai tại các khu vực biên giới Nga, Đông Âu, biên giới Nga ở Bắc Cực và biên giới Nga ở Tây Thái Bình Dương. Cách đây ít hôm, lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi cho biết, hai tiêm kích F-35 Mỹ hạ cánh trên cao tốc ở Phần Lan trong khuôn khổ diễn tập BAANA 2024 do Helsinki dẫn đầu, tập trung vào hoạt động viễn trinh và phân tán ngoài căn cứ chính. Đại tướng James Hicker, Lãnh đạo lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi nhận xét, lần hạ cánh thành công đầu tiên của tiêm kích thế hệ thứ 5 F-35 của chúng tôi trên cao tốc châu Âu chứng minh cho mối quan hệ ngày càng phát triển và khả năng tương tác chặt chẽ với đồng minh Phần Lan. Việc sử dụng cao tốc làm đường băng cho máy bay quân sự không phải là điều mới mẻ. Phần Lan từ lâu đã thực hiện điều này. Mỹ và các đồng minh khác hướng tới chiến thuật nói trên để đối phó nguy cơ căn cứ không quân bị tập kích. Vận hành máy bay quân sự trên cao tốc nằm trong nỗ lực triển khai chiến đấu linh hoạt của quân đội Mỹ, tập trung vào phân tán không quân trên đường băng truyền thống và phi truyền thống để khiến đối phương khó vô hiệu hóa năng lực tác chiến đường không. Mỹ lần đầu thực hành khái niệm này năm 2021 khi cho một cường kích A-10 đáp trên cao tốc ở bang Michigan. Thời điểm đó, 4 máy bay A-10C Thunderbolt 2 và 2 máy bay vận tải C-146A Ufhorn đã diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc trong khuôn khổ cuộc diễn tập Northern Strike đây là lần đầu tiên trong lịch sử các máy bay của lực lượng không quân hiện đại diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc dân sự tại Mỹ. Mục đích của cuộc diễn tập là nhằm cải thiện năng lực chiến đấu linh hoạt trong bất cứ môi trường nào. Thời điểm năm 2021, dù là lần đầu tiên các máy bay quân sự diễn tập cất hạ cánh trên đường cao tốc của Mỹ, nhưng hoạt động này không phải là hiếm gặp. Trước đó, vào năm 2018, các phi công vệ binh quốc gia Michigan đã diễn tập hạ cánh cường kích A10 trên các đường cao tốc ở Estonia các đơn vị không quân khác của Mỹ cũng tiến hành các cuộc diễn tập tương tự ở Baltic trong những năm gần đây. Thời chiến tranh lạnh, máy bay Mỹ cũng thường diễn tập khả năng hoạt động trên các sân bay và đường cao tốc dân sự ở châu Âu. Còn tiêm kích F-35 Mỹ từng thực hành hạ cánh trên đường cao tốc trong nước. Một chiếc F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ tháng 8 năm 2023 đáp xuống đường cao tốc ven Thái Bình Dương cũ tại phía nam bang California. Lầu Năm Góc nhiều lần đánh giá khả năng cho máy bay quân sự đáp xuống cao tốc đặc biệt quan trọng trong xung đột tiềm tàng với đối thủ có khả năng tấn công phủ đầu, vô hiệu hóa căn cứ không quân và đường băng truyền thống. Không quân Mỹ đang nghiên cứu khả năng cho máy bay hạ cánh xuống bãi biển. Theo trang tin Eurasia.expert, trong bối cảnh căng thẳng xung quanh xung đột Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định rằng Trung Quốc không ép buộc Nga trong vấn đề hòa bình với Ukraine tuyên bố này được đưa ra mới đây khi ông lavrov bác bỏ những thông tin sai lệch đang lan truyền về mối quan hệ giữa nga và trung quốc trong một cuộc phỏng vấn truyền thông ông lavrov giải thích rằng các vấn đề về chuyển khoản ngân hàng giữa nga và trung quốc không liên quan đến xung đột tại ukraine ông phủ nhận giả định của một số chuyên gia cho rằng trung quốc đang gây áp lực lên nga thông qua các biện pháp tài chính để buộc nước này phải đạt được hòa bình ngoại trưởng nga nêu rõ hoàn toàn không đây là những luận điệu của những người muốn Nga chấp nhận các điều kiện tối hậu thư như công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Zelensky. Điều này không nghiêm túc. Ông Lavrov lưu ý rằng Trung Quốc có một hệ thống ngân hàng phát triển và kết nối sâu rộng với thị trường tài chính toàn cầu và họ đang từng bước giảm sự phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây mà không cần những bước đi quyết liệt. Trong khi đó, phương Tây, đặc biệt là châu Âu, kỳ vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết xung đột Ukraine. Đại diện chính thức của cơ quan chính sách đối ngoại EU, Peter Stano gần đây đã nhấn mạnh vai trò then chốt của Trung Quốc trong việc ảnh hưởng đến Nga để đạt được hòa bình. Tuy nhiên, theo ông Lavrov, Nga không hề chịu áp lực từ phía Bắc Kinh về vấn đề này. Thay vào đó, Nga tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại của mình với những điều kiện rõ ràng và kiên quyết trong một tuyên bố vào tháng 6 vừa qua tổng thống vladimir putin đã đề xuất một giải pháp hòa bình trong đó điều kiện tiên quyết là ukraine phải từ chối gia nhập nato và rút binh sĩ khỏi các khu vực mà nga đang kiểm soát ở miền đông ukraine tuy nhiên kiev đã từ chối các đề xuất của nga cũng như những đề nghị từ các nhà hòa giải quốc tế trung lập lập trường của nga về xung đột với ukraine đã trở nên cứng rắn hơn sau các sự kiện quân sự gần đây đặc biệt là sau những diễn biến tại vùng kursk ở nga tổng thống putin cho rằng không còn gì để đàm phán với kiev do ukraine từ chối mọi đề xuất hòa bình từ phía nga và các nhà hòa giải quốc tế những tuyên bố của ông lavrov không chỉ bác bỏ thông tin về áp lực từ trung quốc mà còn củng cố quan điểm rằng nga không có ý định nhượng bộ trước những đòi hỏi của ukraine và phương tây việc trung quốc không ép buộc nga cho thấy mối quan hệ giữa hai quốc gia vẫn dựa trên lợi ích chung và tôn trọng chủ quyền lẫn nhau bất chấp áp lực từ quốc tế trong khi phương tây vẫn hy vọng vào vai trò của trung quốc Nga tiếp tục khẳng định lập trường riêng của mình trong việc giải quyết xung đột với Ukraine. Có thể nói, việc đạt được hòa bình dường như sẽ phụ thuộc vào những bước đi ngoại giao phức tạp và những điều kiện khó khăn mà cả hai bên đang đối mặt. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Mỹ và các quốc gia phương Tây từ chối đối thoại, phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga và góp phần gia tăng xung đột tại Ukraine. Ông Peskov nói tất cả những điều này đều được Moscow xem xét, phân tích và sẽ đặt nền tảng cho các đề xuất thay đổi liên quan đến học thuyết hạt nhân. Là một trong 8 quốc gia trên thế giới công khai tuyên bố sở hữu vũ khí hạt nhân chiến thuật, Nga cũng có bộ quy tắc quy định thời điểm có thể sử dụng loại vũ khí này. Học thuyết hạt nhân hiện tại của Nga được trình bày trong một sắc lệnh năm 2020 của Tổng thống Vladimir Putin, nói rằng Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trong trường hợp bị tấn công hạt nhân bởi đối phương hoặc bị tấn công thông thường đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước. Theo báo cáo tháng 3 của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ FAS, Nga hiện có nhiều đầu đạn hạt nhân nhất thế giới. Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga bao gồm 3 thành phần của lực lượng vũ trang chiến lược được trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật, trên bộ, trên biển và trên không, bộ 3 hạt nhân. Tổng cộng kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đã lên tới gần 4.500 đầu đạn, bao gồm cả những đầu đạn được triển khai và nằm trong kho việc phương Tây bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào Nga làm dấy lên lo ngại phương Tây sắp vượt qua làn danh đỏ mà Moscow đã đưa ra. Moscow coi việc Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công lãnh thổ Nga là làn danh đỏ sẽ buộc họ đáp trả bằng mọi phương tiện có thể, trong đó có vũ khí hạt nhân chiến thuật. Vào tháng 2, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết thế giới sẽ tiến gần đến ngày tận thế nếu các quốc gia phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Những cảnh báo tương tự tiếp tục được vị quan chức này đưa ra vào tháng 5, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về khả năng triển khai binh sĩ phương Tây tới Ukraine, điều mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tích cực ủng hộ, đang trở nên sôi nổi. Cùng thời điểm đó, truyền thông liên tục đưa tin về việc Nga đang triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus cũng như tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân chung giữa hai nước. Theo đánh giá của chuyên gia quân sự Dmitry Stefanovic, những hoạt động diễn tập như vậy nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thiện quy trình chuyển trạng thái sử dụng loại vũ khí này và không nhằm vào các đối tượng cụ thể. Hôm mùng 1 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết Nga sẽ thay đổi học thuyết hạt nhân của mình dựa trên phân tích các cuộc xung đột và hành động leo thang của phương Tây trong thời gian gần đây. Theo ông Ryabkov, việc thay đổi học thuyết đang ở giai đoạn chuẩn bị, nhưng quan chức Nga này không tiết lộ cụ thể khi nào học thuyết này sẽ chính thức thay đổi. Trước tình hình này, các chuyên gia cho rằng bất kỳ thông báo nào về sự thay đổi học thuyết hạt nhân đều mang tính chất của một đòn tâm lý thay vì thực sự được hiện thực hóa. Ông Kaksubo nói với tờ Kiev Independent bằng cách đưa ra thông báo hạt nhân vào thời điểm này, ông Ryabkov đang cố gắng ngăn cản Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép Ukraine tấn công bằng vũ khí của phương Tây vào sâu trong lãnh thổ Nga. Ông Kaspo cũng cho rằng ảnh hưởng của các đồng minh cũng là một biện pháp gian đe đối với Nga vì việc sử dụng vũ khí chiến thuật hạt nhân chiến thuật, đặc biệt là trong việc chống lại Ukraine, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ đối tác của Nga với các nước khác. Tuy nhiên, chuyên gia Luzin cảnh báo thế giới phải sẵn sàng cho kịch bản xấu nhất là Nga thực sự thay đổi học thuyết hạt nhân của mình.